vô cùng phức tạp và là hai mặt khác nhau của một đồng xu. Người ấn tượng thứ hai trong phim và có lẽ cũng là phức tạp nhất là vua của bái quốc do Trịnh Khải thủ vai. Và diễn viên này đã vào vai một vị vua bất tài một cách cực kỳ thành công, khiến chúng ta ngay lập tức ghét anh như ghét Joffrey trong Game of Thrones vậy. Người vợ cả ngoài đời lẫn trong phim của Đặng Siêu là Tôn Lệ, nhờ không chỉ diễn xuất mà cả sự ăn ý với chồng mình đã cho chúng ta thấy một mối tình tay ba đầy thuyết phục. Và tất nhiên, sao có thể quên được Hồ Quân, người mà đa số chúng ta đã yêu mến qua vai diễn Tiêu Phong trong Thiên Long Bát Bộ 2003, là người đã để lại dấu ấn rất lớn trong vô ảnh mặc thời lượng xuất hiện ít ỏi của mình. Và đó cũng là điều tách biệt vô ảnh khỏi những người hùng hay thập diện mai phục, khi phim không đặt võ thuật làm trọng tâm và không sử dụng nó để thu hút sự chú ý của người xem, mà xoáy sâu vào nội tâm phức tạp của các nhân vật và tình hình chính trị ngàn cân treo sợi tóc của bái quốc, với chúng ta đều biết rằng cũng có thể dẫn tới cái chết của hàng vạn con người. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là vô ảnh không phải là một tác phẩm võ thuật xuất sắc. Mặc dù phải đến 30 phút sau khi phim bắt đầu chúng ta mới có cảnh võ thuật đầu tiên và nó cũng chỉ là một cảnh luyện tập, nhưng đối với tớ, vô ảnh vẫn là một trong những phim võ thuật xuất sắc nhất tớ từng xem. Và riêng về khoản này, tớ thích nó hơn cả người hùng. Là một người rất đam mê trò chơi đối kháng, tớ đã học được rằng để trở thành người giỏi nhất, chúng ta không chỉ cần luyện sức khỏe, phản xạ và học nhiều chiêu thức nhất có thể, mà quan trọng nhất là phải hiểu đối thủ của mình và có kế hoạch cụ thể để đối phó với họ. Cụ thể, nếu bạn luôn bị đánh bại bởi một chiêu thức thì bạn cần dành rất nhiều thời gian để học cách hóa giải nó và lý tưởng hơn là biến nó thành lợi thế của mình. Tử Ngu và Cảnh Châu hiểu rõ rằng họ đều không phải là đối thủ của Dương Tướng Quân và họ không lãng phí thời gian luyện tập để giỏi hơn ông. Thay vào đó, Tử Ngu qua trận chiến đã khiến ông suýt bỏ mạng với Dương Tướng Quân đã hiểu lối đánh của vị tướng kia và biết rằng với sự luyện tập kỹ lưỡng để đối phó với hai chiêu thức rất cụ thể của Dương Tướng Quân, Cảnh Châu hoàn toàn có thể gây bất ngờ và giành chiến thắng. Và cũng nhờ những cảnh tập luyện này thì đến khi những chiến binh của bái quốc đặt chân tới thành Cảnh Châu, người xem mới có được sự thỏa mãn cao đến như vậy. Sự căng thẳng đã đến tột cùng khi người xem quan tâm tới cả quân địch lẫn quân ta, cảm thấy rõ sức nặng của những vũ khí, những chiếc áo giáp trong cơn mưa nặng hạt, giữa đao pháp bất khả chiến bại của Dương Tướng Quân và một phong cách cực kỳ mới lạ của bái quốc, dẫn đến một trong những phân cảnh chiến đấu chắc chắn là xuất sắc nhất từng được làm ra. Nói chung là cảnh đánh nhau sáng tạo và bất ngờ lắm, nên nếu tiết lộ thêm về nó là mất hay đấy. Thứ khiến cho vô ảnh đặc biệt còn là việc đề cao yếu tố chính trị. Nếu trong Người Hùng nó chỉ xuất hiện ở đoạn cuối thì trong vô ảnh nó là một chủ đề xuyên suốt và cho chúng ta thấy một cách rõ nét một sự thật rằng việc thắng bại của một cuộc chiến có thể được phân định hoàn toàn về không một sự can thiệp của vũ lực. Và những cảnh chiến đấu trong vô ảnh dù là đỉnh cao đến như vậy, nhưng đối với tớ chúng cũng không căng thẳng và cảnh đối đáp giữa Cảnh Châu và vị vua của mình trước sự chứng kiến của các quần thần. Cốt truyện của vô ảnh được về đạo diễn Trương Nghệ Mưu trong rất nhiều tác phẩm của ông và giành được đề cử Oscar cho thập diện mai phục vào năm 2005. Những thước phim của vô ảnh được lấy cảm hứng từ những bức tranh thủy mặc của nghệ thuật Trung Hoa, được vẽ bằng mực pha với nước với tông màu chủ đạo là trắng đen, và việc mỗi khung hình trong phim đều giống như một bức tranh như vậy không chỉ ăn khớp mà còn đưa những giá trị của phim lên một tầm cao hơn. Đó là sự mơ hồ không rõ trắng đen trong đạo đức con người được thể hiện qua rất nhiều sắc thái màu xám khác nhau. Đó là sự nữ tính được thể hiện qua nước và qua màu đen trong Thái Cực Đồ, một sự nữ tính mà bái quốc đã sử dụng để đối phó với màu trắng và sự nam nhi của phe địch. Âm nhạc của phim cũng không kém phần nghệ thuật khi lồng ghép một cách nhẹ nhàng tiếng sáo và tiếng đàn tan thập lục, đóng góp vào tính chất âm dương của phim một cách vô cùng tinh tế. Tất cả những chủ đề này, đặc biệt là về bản chất con người, cũng không hề được nhắc đến một cách qua loa mà được khai thác triệt để, với một cái kết của phim không thể thỏa mãn hơn cho tất cả những gì đã diễn ra trước đó. Vì vậy, để thực sự thấm thía được tất cả những gì nhà làm phim muốn truyền đạt, người xem bắt buộc phải thưởng thức vô ảnh như ý đồ của nhà làm phim là trên một màn hình lớn. Thật khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở một tác phẩm điện ảnh khi nó không chỉ đẹp, giàu cảm xúc mà còn khiến người xem không thể ngừng suy nghĩ. Tớ rất ân hận khi đã không thể chờ để xem nốt vô ảnh trước khi chốt hạ danh sách 50 phim hay nhất 2018, bởi vì chắc chắn nó đã không thể thoát khỏi top 10. Cho nên, nếu các bạn là fan của điện ảnh thì tớ khuyên các bạn nên đi xem ngay vô ảnh ở rạp khi nó vẫn còn xuất chiếu, vì thực sự là nó rất đáng. Và kể cả các bạn đã xem được nó trên màn hình nhỏ thì trên màn ảnh rộng nó là một trải nghiệm hoàn toàn khác và sẽ không phí tiền của các bạn đâu. Nhân tiện, tớ cũng muốn dành lời cảm ơn đến với bạn Lucas, công ty Mango Films Việt Nam cùng CGV để giúp phim vượt qua phần kiểm duyệt và đưa được nó về đây. Nếu đã xem top 50 của tớ thì các bạn đã biết rồi đấy, rằng năm 2018 đã có rất nhiều phim hay nhưng phần lớn không hề được chiếu ở hệ thống rạp của Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta tích cực ủng hộ những bộ phim như vô ảnh thì chắc chắn điều này sẽ sớm thay đổi thôi. Cho nên, hãy cho những người hùng thầm lặng đã đưa bộ phim này về đây biết rằng những nỗ lực của họ không hề uổng phí và để họ tiếp tục đưa những bộ phim hay về cho chúng ta nhé. Tớ cho vô ảnh hay Shadow điểm cực phê.
Và nếu chưa nghe đủ về đạo diễn Trương Nghệ Mưu thì yên tâm, vì sắp tới bọn tớ sẽ ra thêm 2 video. Một là về cuộc đời và phong cách làm phim, hai là cho top những phim hay nhất của vị đạo diễn này nhé. Và để không bỏ lỡ những video này và những video khác về phim ảnh của Phê Phim như review, phân tích, giải thích, giới thiệu phim thì đừng quên đăng ký vào kênh và nhấn vào nút chuông thông báo nhé. Tớ là Giang, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem và hẹn gặp lại. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Phi Phim. Vì thể loại phim hoạt hình anime rất hiếm khi được đem về chiếu ở những cụm rạp nước mình, thế nên là ngay khi có tin Dragon Ball Super Broly sẽ được trình chiếu, tớ đã không giấu nổi sự phấn khích để nhanh chóng cho ra một video review phim, một bộ phim mà tớ tin chắc rằng sẽ được các fan của bộ truyện Dragon Ball ở Việt Nam rất mong chờ. Không để mất thời gian nữa, chúng ta cùng bắt đầu video nhé. Câu chuyện lấy bối cảnh quay ngược về quá khứ. Lúc này, hành tinh Saiyan vẫn còn tồn tại và đang được King Vegeta trị vì. Vua Vegeta có một đứa con trai tên là Vegeta, luôn mong muốn con trai mình trở thành người có sức mạnh vượt trội nhất, cũng sẽ nối nghiệp ông sau này. Nhưng khi phát hiện được sức mạnh tiềm ẩn của Broly, con của tướng quân Paragus, ông nghĩ rằng Broly có thể lớn lên trở thành Super Saiyan huyền thoại và mạnh hơn chính con trai của ông. Vua Vegeta chỉ bực bội vì một đứa trẻ ngẫu nhiên nào đó lại mạnh hơn con cháu hoàng gia của mình. Vua Vegeta đẩy Broly và Paragus đến hành tinh Vampa. Sống sót dưới điều kiện khắc nghiệt của hành tinh này, Paragus từ từ